Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn với cái xe mà để kéo xe cứu các bạn ở ngoài là người ta kêu lô bồi đó, ở ngoài đường là người ta kêu lô bồi kéo xe đó, là nó giống gì các bạn, đây nó giống gì. Giờ mình làm từ những cái que gỗ đè lưỡi đó các bạn, bán ở mấy tiệm thuốc tây á. Đây nó như vậy. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo giống gì để mình gắp cái xe điều khiển mình vô, mình kéo nó đi là xe cút mình bò lên gì, là nữa là mình gắn cái xe điều khiển mình vô á, là mình kéo nó đi á các bạn, cho nó mau nó nhẹ để bò nó lâu quá. Rồi mình hướng dẫn các bạn làm. Đây là cái xe mình làm sẵn rồi các bạn, không đây mình làm sẵn rồi đó. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết. Rồi muốn làm được cái xe lô bồi bằng que gỗ đó các bạn, trước tiên chúng ta cái cần có là một hộp que gỗ. Đây là một hộp que gỗ các bạn, này còn gọi là que đè lưỡi á. Que này được bán ở các tiệm thuốc tây, chỗ nào cũng có bán đó các bạn, thì miếng tiệm thuốc tây là có bán que này. Một hộp như vậy là bán chỗ mình bán là 25.000 các bạn, còn không biết chỗ khác bán làm sao thì mình không biết. Là một cái, thứ hai là một cây thước các bạn, cái thứ ba là một cây viết để mình gạch á rồi mình cắt, cái thứ tư là một con dao, dao gọt giấy, dao này dao lớn nha các bạn, dao này là mình mua 25.000. Rồi với lại một chai keo dán sắt loại lớn, chai này mình mua 19.000. Rồi sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Rồi bước thứ nhất là chúng ta phải sắp que gỗ lại. Ở đây mình có 9 miếng que gỗ, mình sắp lại một hàng ngang nha các bạn. 9 miếng là nó bằng với cái bề ngang của chiếc xe cuốc các bạn. Rồi các bạn sắp cho nó thẳng hàng á, để nó so le nhìn nó không được đẹp các bạn. Còn nếu mà các bạn khó nữa lấy cái thước là chuẩn nhất. Rồi xong, kế tiếp là các bạn lấy cái que này nè, dán bằng keo dán sắt các bạn, đây nè, dán xuống đây. Dính nè. Cẩn thận là dính tay các bạn. Rồi. Để chắc ăn hơn mình dán ở trên đây một lớp nữa các bạn. Nhiễu lớp dầu là chắc ăn nhất, mình cho nó keo dính chắc hơn, để chỗ có chỗ không nó không dính các bạn. Mà các bạn cẩn thận nha, để dính tay. Rồi miếng tiếp theo mình cũng làm vậy các bạn, dính miếng sắp hàng ngang. Tại video mình rất là dài, bởi vì mình phải sắp sẵn rồi mình mới dán các bạn, để nó dài quá rồi up lên cho các bạn xem không được các bạn. Rồi mình cũng dán keo cho nó dính nè các bạn. Cẩn thận để tránh keo dính vào tay mắt nha các bạn, cái này dính vào tay mắt nguy hiểm á. Rồi cái này dán xong là nó được gì các bạn đó, mình dán được miếng rồi đó. Miếng này là miếng hồi nãy mình dán trước nè, giờ keo nó khô đó, thấy không, hai miếng. Rồi tiếp tục nha các bạn, đầu này mình cũng dán như vậy, nhưng mà về đầu này mình dán hai miếng, tại cái khoảng giữa mình phải chịu lực. Cái khoảng giữa mình chịu lực đó các bạn, mình
phải dán nhiều, một hồi mình dán nó một lớp nữa. Đã không thôi là lúc xe mình bò lên á, nó gãy ngang các bạn. Rồi giờ mình dán thêm một thanh nữa. Rồi dán cho một miếng keo nữa cho nó cứng, cho nó chắc. Xin đây miếng nữa. Rồi miếng này cũng làm y tương tự nha các bạn. Rồi sau khi nó keo đã khô rồi các bạn, hai miếng giống gì nè, hai miếng giống nhau. Rồi cái tiếp là mình sẽ gắp hai miếng này lại với nhau và thành một miếng lớn nha các bạn. Cái phần này nó có lỡ mà nó nhô ra hơi nhiều các bạn, các bạn lấy dao gọc giấy á, bạn gọc gọc và nó sẽ ngắn lại, gọc những phần dư rồi ba bạn gắp lại với nhau. Rồi rồi chúng ta sẽ lấy cái cây que này để gắp nó lại với nhau các bạn, các bạn coi nó sẽ dư. Giờ mình sẽ lấy cái que này mình chia ra làm hai. Cái que này nó dài 15 cm nha các bạn. Giờ mình sẽ phân làm hai là 7 phân rưỡi ngay với mực nha các bạn. Rồi mình lấy dao giấy mình cắt, mình để lên thớt mình cắt nha các bạn. Đây đây đây, mình để lên thớt mình cắt. Đè mình cắt 2-3 lần các bạn. Rồi mình bẻ nó gãy à, đúng không? Rồi mình vuốt lại cho nó phẳng lại các bạn, cho nó đẹp. Rồi tiếp tiếp là mình dán vô các bạn. Bạn phải cẩn thận này, keo dính vào tay các bạn. Keo dính vào tay các bạn. Bạn nào mà muốn cứng nữa thì thêm một que dính nhựa nữa các bạn là nó cứng. Rồi đó, mình thêm miếng chính giữa luôn nha các bạn. Bây giờ mình xịt keo vô, cho keo nó chảy đều vô là nó dính cứng các bạn. Keo này dính gỗ rất là cứng, gỗ này rất là giòn các bạn. Các bạn mà không cắt mà bẻ là nó gãy. Rồi giờ là mình gắp được cái miếng như vậy vậy các bạn, đúng không? Rồi mình lấy mình so sánh các bạn xem mà giống không nha. Đây giống không bạn. Giờ là mình chỉ còn phần lo cái phần bánh nó dưới thôi, còn cái phần nền đã xong rồi đó. Rồi bỏ bằng bình. Rồi tới phần cái chạy cái chân bánh nữa các bạn. Giờ mình sẽ cắt cái đầu vo tròn. Qua tròn bỏ các bạn, tùy theo mình muốn làm xe cao thấp, nếu mà cao quá thì không hay các bạn ơi. À, mình đo cũng khoảng 3 cm tới 3,5 cm là vừa, là nó không quá cao không quá thấp. Còn các bạn nào mà muốn cao nữa thì tới 40 cũng được. Giờ mình làm 40 đi, đo tới 40 nha các bạn. À, xin lỗi các bạn là đo 4 phân nha các bạn,
4 phân là cao lắm rồi đó. 4 phân là có nghĩa là 4cm đó các bạn. Rồi để mình cắt 4cm. Đây đây. Ở đây mình cắt được một thành 4 phần các bạn. Và chút nữa là mình gắn cái này nè các bạn. Đó, là nó nhô cao như nè. Thấy không? Là mình nếu mà mình cắt cái này là gồm 2 4 6 8. 8 thành 4 phần nha các bạn. Rồi. Để mình cắt 8 thành 4 phần. Rồi đã cắt được 8 miếng rồi các bạn. 4 phần 8 miếng. Giờ tới phần mình gắp vô nè các bạn. Rồi giờ tới phần mình gắp chân vô nè các bạn. Chân thì mình cứ để ở đây, dán keo vô. Mình dịnh khoảng chút xíu là nó khô keo lại là nó dính nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn nó dính nha các bạn. Này là mình gắp chân tạm thời thôi chứ chưa có chắc các bạn. Vô keo vô. Này là mình chỉ dính luôn giấy các bạn. Mình phải lót con giấy chứ để thôi nó dính vô cái thớt. Rồi bên đây nữa. Bạn chỉnh sao mà thấy nó tương đương đó các bạn. Vừa ý mình đó, mình chỉnh xéo gốc hoặc là đứng cũng được. Rồi đây cũng vậy. Chỉnh sao cho nó ngang ngang các bạn. Rồi. Mình chỉnh sao thấy cho nó vừa đồng đồng được. Rồi đó các bạn. Rồi đây, đó. Thì mình gắp là 4 như 4 chân nó vậy đó các bạn. Rồi tới 4 chân bên đây mình cũng gắp như vậy. Mình dịnh chút xíu cho nó khô. Rồi. Rồi các bạn, mình gắp 4 chân hoàn chỉnh nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ gác cái cây ngang đây với lại một cái cây thả dưới này đặng cho nó chịu cái chân này lại các bạn. 1 2 3 4 4 cây. Cái này 1 2 3 4 4 cây là 8 cây nữa các bạn. Rồi rồi mình để mình cắt, mình đo rồi mình cắt rồi mình gắp tiếp cho các bạn xem. Mình phải gọt cái đầu này nha các bạn cho nó bằng, nó vuông góc với nhau á là nó mới chịu được các bạn. Nó có hình bầu dục đó, nó chịu không được. Rồi mình dùng tay mình bẻ. Khi nào mình bẻ mà thấy không gãy được thì mình cắt tiếp. Để mình đèm cái lực mạnh quá nó sẽ tét thành bậy các bạn. Rồi. Vuốt góc, vuốt cho nó thẳng lại các bạn. Để giờ mình đo mình cắt. Giờ mình lấy thước là mình là bạn, mình đo từ bên này ra tới khoảng cách từ bên đó tới bên này là nhiêu. Là mình cắt y vậy. Là 58 các bạn. Rồi nó mình cắt 58. Giờ mình đo 58, mình cắt 58 nha các bạn. Giờ mình đo 58 nha. Rồi. Giờ mình cắt. Mình lấy dao mình cắt. Cắt sao cho nó ngang coi các bạn. Cắt xong rồi mình bẻ gãy nhẹ nhàng. Mình thẳng cái bằng lại cho gọt cho nó bằng lại là xong. Rồi. Mình mới gá thử thôi các bạn. Thanh này hơi hụt nha các bạn. Giờ mình coi mấy góc này coi nó có góc nào nó vừa không. 58 hơi hụt rồi. Hụt là nó đâu có chịu được. Vậy là mình phải cắt 60 các bạn. Vậy là thanh đó mình bỏ.
giờ mình đo lại 60, mình cắt 60. Rồi các bạn, mình cắt cái thanh này dài hơn chút nữa các bạn, dài hơn chút xíu, giờ mình ghép cho thử coi nó vừa không nha các bạn. Rồi nè, thanh này vừa luôn các bạn, nè đưa vô nặng nè đó. Giờ mình lấy tay mình đẩy nhẹ nhẹ vô. Rồi các bạn, thấy không, mình ghép vô dừa luôn nè. Rồi cái mình chế keo, nhiễu keo vô là nó giữ cái ấy luôn các bạn. Rồi tiếp tục bên đây mình cũng làm y vậy, và bên đây cũng y vậy các bạn. Cái này mình cũng gọt thẳng đầu rồi các bạn, bằng đầu. Giờ mình đo 60 mình cắt 60 các bạn. Giờ mình gạch làm dấu. Rồi mình cắt. Rồi giờ mình nêm cho thử nha các bạn. Cái này hơi hụt hơi chút xíu rồi bạn ơi. Mấy bên này vừa không? Đây không vừa luôn rồi. Hơi hụt hơn các bạn ơi. Giờ mình phải đo dài hơn chút rồi bạn ơi. Cái ngắn cái dài là do cái lúc mình ban đầu các bạn, mình dán nó không chuẩn á, nó bị xéo đầu á. Là bên 60, bên 62 hoặc là 61 không có chuẩn các bạn. Bởi vì mình phải đo theo cái ấy chứ không có cắt 4 cây lần một được. Cắt chưa tới cái đó bẻ nó gãy các bạn. Rồi giờ mình đo cái cây này mình cắt dài hơn chút. Dài hơn chút nha các bạn, dài hơn nhiều luôn rồi đó. Dài hơn dư thì mình có thể gọt lại, còn thiếu là mình phải cắt cho thấy. Bây giờ mình cho dư đi, này dư dữ các bạn ơi, dư nhiều rồi đó. Giờ dư nhiều mình gọt gọt gần miệng. Rồi mình đem vô lại. Rồi vừa nha các bạn, cũng hơi lỏng hơi nhưng mà vừa rồi đó. Rồi giờ mình nhiễm keo vô mình dán, mình chế keo đây luôn các bạn cho nó dính cái chiều dài luôn. Rồi vì là có thể là nó cứng rồi đó bạn, nhưng mà mình ở trên này mình cũng phải làm cho nó cứng nữa, gia cố thêm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đo hai cái chân này. Chân này nó dài hơn các bạn, chân này nó khoảng 63. Tại lúc dán mình dán không có được đều các bạn, ở chân dài chân thấp. Rồi mình cắt xong nữa các bạn, 63 nè. Giờ mình đưa vô. Cái này vừa khít luôn bạn ơi, hơi nhẹ hơn chút xíu. Nhưng mà mình chỉnh là mình dán là vô dừa. Keo nhiễu là dừa các bạn. Rồi, dán bên hông luôn. Kéo đây lường nữa. Bên đây cũng y vậy các bạn. Tại mình không có chuẩn bị trước, làm cây nào mình cắt cây nấy nha các bạn. Bởi nó lâu.
rồi để mình đo. Rồi đã dán bốn góc hết nữa các bạn. Rồi nghe các bạn, bây giờ là mình gắn bốn cái cây ở dưới mềm cho nó cứng bốn cái cây này các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành tới cái cây trên. Cây trên là nó sẽ nằm như vậy các bạn. Mình sẽ cắt cho nó dư dư ra ngoài chút xíu. Rồi giờ mình đo hai khoảng cách này nè các bạn. Này nó là 45 thì mình cắt cắt vừa thì nó đụng mí à. Giờ mình cắt để coi cắt vừa hay là cắt vậy thì mình cắt 45 thôi các bạn, cho nó vừa bằng mặt luôn. Rồi cây bên này 45 không ta, cây bên này 40 rồi, cây 40 cây 45 tại do mình canh này nè các bạn, nó không có chuẩn á. Rồi giờ mình sẽ đo cái nào mình cắt cái đó để không thôi nó sẽ lộn các bạn. Này 45. Rồi nè các bạn, mình cắt bốn phân nữ rồi nè các bạn. Bây giờ mình dán vô đây nè các bạn. Dán vô. Mình đặt đây nè. Đó, mình dán keo vô đây. Các bạn, mình dịnh cái mình dán này, nhéo nhẹ keo vô. Ở trên đây cũng vậy, nhéo keo vô. Rồi bên đây mình cũng dán tương tự các bạn, bốn góc, còn ba cái còn lại cũng dán y vậy. Rồi xong rồi các bạn, mình đã lắp bốn miếng trên là xong rồi đó. Giờ mình sẽ lắp thêm bốn miếng ở đây nè các bạn, cho nó chịu. Chịu chân trong nó không có chợt các bạn. Đây bốn miếng nằm trong chân này nè, đừng cho nó chợt. Rồi giờ mình sẽ cắt bốn miếng nữa mình lót ở trong. Giờ nó ra hình hình gì nữa các bạn. Đó cây lên giống bên hết luôn các bạn. Rồi giờ mình sẽ cắt cái bốn miếng. Giờ mình cũng đo khoảng cách từng cái. Rồi nha các bạn, giờ mình sẽ đúc vô đây nè. Mình đo vừa cái này nè, mình đúc đây. Nó sẽ kèm cái chân mình lại, không có chạy vô các bạn. Rồi giờ mình sẽ dán keo. Dán luôn mặt dưới các bạn, cho hai mặt nó dính với nhau lại cho nó chắc. Rồi tương tự ba miếng này mình cũng làm y vậy các bạn. Rồi xong rồi các bạn, giờ mình đã nêm bốn cây nằm ở dưới này nè, bốn cái xong rồi đó. Giờ tiếp thằng tiếp theo, phần tiếp theo là mình sẽ làm cái chân cho bánh xe quay các bạn. Đây nó có bốn cái lỗ nè, mình sẽ hướng dẫn mà các bạn làm theo giống vậy. Rồi giờ mình sẽ lấy thước mình canh sang ngay giữa các bạn, cho ngay giữa để mình làm bốn cái lỗ bánh xe các bạn. Mình xéo. Rồi đây nha. Nếu mà canh không ngay là bánh nó nằm xéo các bạn. Giờ mình phải canh cho nó ngay ngay chút.
Rồi tương đối nha các bạn ơi. Rồi phần tiếp theo là mình sẽ lấy những cái thanh mà nó còn cắt dừa các bạn. Mình sẽ cắt dừa với cái này, dừa ra khoảng một lỗ giữa các bạn. Mình sẽ lên là 2 miếng, lên 2 miếng các bạn. Rồi mình sẽ cắt. Rồi mình cắt xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy mình ráp vô. Ráp sao mà mình chừa được cái lỗ đó các bạn. Khoảng giữa có cái lỗ đó các bạn. Mình ráp thích quá là nữa là nó mắc cái lỗ là mình xỏ cái cây cốt của bánh xe qua không vừa các bạn. Mình sẽ chồng lên miếng nữa là 2 miếng các bạn. Rồi bên đây cũng vậy nha các bạn. Nãy miếng nãy dán lệch mình gỡ ra các bạn. Giờ mình dán lại miếng khác. Dán lệch mà còn dính tay nữa các bạn. Để các bạn hẳn hẳn nha, để dính tay. Dính tay thì các bạn đừng có gỡ. Đem ngâm nước. Ngâm nước lạnh đó các bạn. Ngâm nước lạnh khoảng 15 phút. Đầu nó sẽ nở ra các bạn. Nở cái chóc ra. Các bạn mà lột ra sẽ chóc cho tay. Còn bạn nào mà cẩn thận thì có nhíp đó bạn. Bạn lấy nhíp mà ghép từ từ. Nó sẽ không dính tay rồi. Nếu các bạn sử dụng dao gọt giấy này nên cẩn thận. Tại dao này rất là bén. Dao này bán lắm các bạn. Rồi giờ mình dán tiếp nha. Chồng lên miếng nữa các bạn. Rồi tiếp theo là mình chồng một cái miếng bự dài nữa các bạn lên đây, tặng nó đậy cái lỗ này lại. Đừng cho cốt mình văng rớt xuống dưới các bạn. Rồi bên đây cũng như vậy các bạn. Rồi giờ mình sẽ gỡ cái bánh bên đây ra, cốt bánh bên đây ra mình thử nha các bạn. Đó. Mình gỡ ra mình rút mình xỏ vô à. Các bạn, xong đó các bạn. Rồi hai bánh bên đây mình cũng làm như vậy. Là mình sẽ được một chiếc xe kéo, một chiếc xe đẩy để chở xúc hút. Rồi hôm nay mình cũng làm như vậy luôn các bạn. Rồi xong rồi các bạn, mình đã làm xong rồi nè. Rồi mình đã làm y như cái dưới đây. Giờ mình sẽ rút cái cốt bên đây ra, mình gắn qua bên đây lại các bạn. Cốt bên này nó hơi cứng hơn một chút mà. Rồi các bạn. Rồi mình đã có một chiếc xe đó các bạn. Rồi các bạn, xong rồi đó. Giờ là chỉ là việc là sẽ cốt
là xong rồi các bạn. Giờ làm được rồi đó. Rồi đó các bạn, giờ xe cuốc đã leo lên rồi đó các bạn. Rồi xong đó các bạn, giờ xe cuốc đã leo lên rồi đó. Gọn trên xe đó các bạn, giờ là chỉ còn việc là xe là kéo đi thôi, xe nữa mình sẽ làm cái móc ở đằng đây rồi mình sẽ kéo đi mọi nơi luôn, nó lẹ hơn mọi các bạn. Rồi các bạn xem video, thích video của mình thì hãy cho mình một like, nếu mà thấy hay thì bạn chia sẻ cho mọi người cùng xem, nhớ vào đăng nhắn vào đăng ký, nhấn cái chuông. Clip tiếp theo của mình sẽ làm diều đèn nha các bạn. Mình sẽ mua con diều chợ, diều Phụng Hoàng và mình gắn đèn vô mình thả ban đêm đó các bạn, cho nó đẹp. Rồi rất mong sự ủng hộ của các bạn nha các bạn. Rồi hẹn lại các bạn những clip tiếp theo của mình. Rồi bye bye các bạn.